Chào tất cả mọi người. Chào các bác, các chú, anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp của Tường và quý khách hàng của Tường đang theo dõi clip của Tường. Tường xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chúc bình an đến tất cả những ai đang xem clip của Tường. Cái này thì hôm qua nhân viên của mình cũng đã bóc ra rồi, thì bây giờ mình sẽ bóc ra để cho các bạn cùng xem. Anh gói rất là cẩn thận, anh gửi bưu điện Huỳnh Văn Học, Thành Long, CT là gì mình biết, đây chắc Tây Ninh này. Đó, thì mình cũng bóc ra để xem. Anh gửi rất là nhanh, chắc là anh gửi chuyển phát nhanh các bạn, tại vì mình mới thấy anh nói chuyện với mình mà mình đã nhận được rồi. Đây một chiếc đồng đơ anh gửi tặng mình, anh bọc rất là cẩn thận. Đây là chiếc đồng đơ. Rồi mình cùng khám phá chiếc đồng đơ của anh Học gửi ra cho mình nhé, gửi tặng mình. Mình rất là cảm ơn anh đã biết mình yêu thích những cái chiếc đồng đơ cũ cổ này và đã gửi ra cho mình, gọi điện cho mình rất là nhiệt tình. Thực sự mình rất là cảm ơn, rất là cảm ơn anh. Anh bảo đây là chiếc đồng đơ từ thời ngày trước của anh làm nghề đến bây giờ. Nhìn chiếc đồng đơ thì chắc là anh làm nghề cũng khá là lâu rồi. Nó cũ như thế này nó mới đúng là đồ ngày trước các bạn. Nếu mà nó còn nguyên vẹn thì chắc là ở đây nó còn một cái lắp nữa. Rất là tuyệt vời. Anh dùng rất là giữ, vẫn còn cái lắp bảo vệ này, giống như cái cữ để bảo vệ. Rất là tuyệt vời. Cái này chắc là tự chế quá. Rất là tuyệt vời. Đây, cùng xem cái lưỡi của nó. Nếu mà tông từ cũ như này thì từ ngày trước thì nó từ thời Pháp đến bây giờ. Dùng lâu thì cái dây thép này sẽ được chế lại. Nhưng mà dùng lâu thì cái dây mà đàn hồi này sẽ được chế lại. Ở trong con ốc mà siết giữ này thì vẫn còn được cuốn vải. Thì dùng lâu chắc là nó trườn ren. Rất là tuyệt vời. Cái phiên bản này thì cứ để nguyên như thế nó mới đẹp, không cần phải xi lại. Nó cứ phải cũ cũ như thế này mới đẹp. Mình rất thích đồ cũ, đồ cổ. Nên là bạn nào có đồ cũ, đồ cổ thì gửi tặng mình xin nhận hết. Rồi mình lại tặng lại đồ cho các bạn. Cái lưỡi của nó rất là tuyệt vời các bạn. Cái lưỡi của nó mình nhìn nó rất là tinh tế luôn. Cái lưỡi của nó nhìn rất là thoáng. Lưỡi của nó thoáng, thoáng lắm. Thoáng con này nhọn. Thoáng con này nhọn nữa. Tại vì dùng lâu năm rồi chắc chắn là nó mài mòn đi, nó cũng rất là nhọn. Rất là thoáng. Con này cắt chắc vẫn rất là ok đấy. Ui, nhẹ lắm các bạn. Nhẹ lắm. Nó không giống như những cái chiếc tông trước mình cũng có mấy chiếc tông border box của ông Tạo ấy. Ông cụ làm nghề 50 năm tặng mình ấy. Ông tặng một lúc 3 cái tông liền. Đấy. Tông này nhẹ lắm các bạn. Nhẹ lắm. Có thể là tông này anh Học anh đang sử dụng. Có thể tông này anh đang sử dụng. Hoặc là anh không thích dùng nữa anh tặng cho mình. Anh thấy mình thích nên anh tặng. Nhẹ lắm, con này bóp sướng. Nhẹ lắm, cảm giác nhẹ lắm. Bạn nghe cái âm thanh của nó nhé. Nhẹ nhàng lắm. Lúc nào mà có mẫu thì mình sẽ dùng cái tông này mình cắt cho các bạn xem. Sướng thật. Nghe cái tiếng tông đơ này nhớ nghề quá các bạn. Nghỉ dịch một tháng nay rồi. Tháng không động vào dao kéo, không động vào tông đơ. Nhớ học trò, nhớ khách hàng của mình, nhớ mọi người. Nhưng mà vì sức khỏe của cộng đồng nên là chúng ta cố gắng chấp hành. Cố gắng chấp hành để cho dịch được dập tắt thì mọi thứ sẽ đi vào ổn định.
Chứ mình thì mình cũng thích làm lắm chứ. Còn nay khách của mình gọi rất là nhiều, nhưng mà cũng mong quý khách hàng thông cảm. Tại vì thứ nhất là cái khu vực cầu tường ấy, người ta làm rất là nghiêm. Người ta cũng kiểm soát suốt, người ta không cho làm đâu. Nếu mà người ta thấy làm là người ta phạt. Còn thực sự là tường rất là nhớ quý khách hàng, rất nhớ nghề rồi. Thực sự là nhận được những cái chiếc tông như này mình cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là thích. Nó giống các bạn tưởng tượng như kiểu như là mình thích một cái gì đó mà tự nhiên mình có nó ấy, mình cảm thấy rất là thích. Mà những cái thứ này đâu phải là mình đi mua được, làm gì có ai bán mà mua các bạn. Những cái thứ này không ai bán mà nó, những cái đồ nghề như thế này, những cái món đồ như thế này nó là vô giá rồi. Nó là vô giá. Nó là vô giá. Không biết định giá bao nhiêu được. Đấy, rất là cảm ơn anh đã gửi tặng đến mình. Thực sự rất là vô giá. Và những cái món đồ nghề như này mình sẽ giữ gìn rất là cẩn thận. Mình sẽ đóng khung, tông nào cắt thì mình vẫn để mình cắt, còn mình sẽ đóng khung mình treo lên. Đấy, mình sẽ đóng khung mình treo lên để giữ làm kỷ niệm. Rất tuyệt vời. Trước thì cũng có một vài bạn gửi tặng cho mình. Nhưng mà mình lúc đó mình rất là bận. Lúc đó là mình đang dạy học viên. Đấy, lúc đó dạy học viên và cắt tóc cho khách hàng, nên là cái thời gian mình làm clip không có. Đấy, thì đợt này anh Học anh gửi ra tặng mình thì mình lại nghỉ dịch ở nhà, nên là mình có thời gian, nên là mình quay clip chiếc tông đơn này cho các bạn xem. Bây giờ mình cho các bạn nghe cái âm thanh của nó gần hơn nhé. Rất là sướng các bạn ạ. Nghe cái tiếng của nó có một cái gì đó nó gợi nhớ lại cái ngày trước mình hồi còn mình còn trẻ con đi cắt tóc ấy. Xong rồi các ông lớn tuổi ấy, giờ gọi là các ông chứ không phải là các bác, các ông lớn tuổi ấy, các ông cắt cho mình, các ông cụ ấy, ông cắt cho mình dí sát vào tai nó lạnh lạnh đấy các bạn, sướng lắm. Ok, rất là tuyệt vời. Rồi, rất là cảm ơn anh. Rất tuyệt vời. Rồi, chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Các bạn có thể lên Facebook và nhóm kính của tường là tường Paper Fan. Cảm ơn tất cả mọi người thời gian qua đã dành tình cảm cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái clip tiếp theo.